không ít người còn phân vân về sản phẩm máy nén khí Nhật Bản và có nên mua máy nén khí Nhật Bản hay không. Cùng theo dõi video để có được những thông tin hữu ích và đưa ra sự lựa chọn hợp lý nhất nhé. Máy nén khí mini Nhật Bản là những sản phẩm máy nén khí với công suất nhỏ, đã qua sử dụng tại Nhật Bản và được đưa về Việt Nam bày bán với giá thành rất rẻ. Đây là những chiếc máy nén khí mini Nhật chất lượng so với các sản phẩm của các hãng khác. Mặc dù là máy cũ, nhưng máy nén khí mini Nhật Bản vẫn mang lại giá trị sử dụng không hề nhỏ cho doanh nghiệp, gia đình cùng với sự bền bỉ và khả năng vận hành của máy. Giá thành thấp hơn so với việc mua các sản phẩm máy mới. Một sự lựa chọn hoàn hảo cho những hộ gia đình hay các tiệm rửa xe nhỏ ưu tiên lựa chọn. Được ứng dụng và sản xuất tại Nhật nên bạn hoàn toàn yên tâm về chất lượng của sản phẩm. Dù là chiếc máy cũ, nhưng nếu bạn chú ý vào khâu lựa chọn thì bạn sở hữu sản phẩm với chất lượng hơn mong đợi. Việc sử dụng không hề khác với máy mới. Khi lựa chọn máy nén khí Nhật Bản, bạn cần chú ý đến bề ngoài của máy có bị dỉ sét hay không, khởi động và tắt máy có trơn tru, chính xác, hệ thống làm mát, độ ùn của máy. Đây là yếu tố giúp bạn đánh giá được một chiếc máy nén khí có tốt hay không. Cho máy chạy thử trong một thời gian để có thể phát hiện ra lỗi nếu có. Nên lựa chọn một địa chỉ bán máy nén khí Nhật Bản uy tín chất lượng trên thị trường. Đây là yếu tố quan trọng để giúp bạn sở hữu sản phẩm chất lượng nhất. Vì một địa chỉ uy tín, họ sẽ qua rất nhiều khâu để có thể tuyển chọn được sản phẩm tốt nhất đến tay người tiêu dùng. Để giải đáp mọi thắc mắc có liên quan đến sản phẩm máy nén khí, quý khách vui lòng liên hệ tới công ty Tarico để nhân viên của chúng tôi tư vấn chi tiết, kịp thời và tiện lợi nhất.